Ôi chao, bệnh viện không đủ người điều trị thất bại. Oh no. Người bệnh đều chạy hết rồi. Bạn không biết sao, tuyển dụng hàng ngày có thể rút 10 lần, nhất định ra tinh phẩm. Bạn nhìn xem, bệnh viện của mình đã thành bệnh viện hàng đầu rồi. Đã muộn rồi, không cứu được người bệnh rồi. À, chỉ thế này, lập tức đi rút. Wow, rút 10 lần, nhận được vô số bác sĩ lợi hại. Tuyển nhân viên dựa theo tổ hợp bác sĩ y tá, mở khóa hiệu quả tương ứng, còn có thể nhận phần thưởng tương ứng. Không còn phải lo lắng người bệnh không có bác sĩ khám bệnh. Đã học được chưa? Mau đến xây dựng đội bác sĩ y tá của bạn đi. Bệnh viện kỳ thú chữa mọi âu lo.